các bạn đấy. Anh đi rồi, anh đi rồi. Ừ, phải đi chứ, anh đi đâu? Đi này mang mẹ camera thì cắm đi trên ấy nhỉ? Trên lóc, ừ. Sâu thì không sâu, nhưng mà cái đoạn dốc thì thật ạ. Thế cái đoạn leo lên ấy. Đấy, cái đoạn đấy. Thì mới cần lốc tốt. Má mạnh dính nước là đừng đi sát đuôi xe khác. Trong bao bóp đặc quyền ra nhỉ? Lái ngồi nguy hiểm quá. Xe ai đằng xưa? Xe Tuấn Anh. Xe này ngày xưa của anh Ngọc bán. Chấm 4 à?